Con chào sư, xin sư giúp con giải đáp thắc mắc mà con chưa có câu trả lời. Có phải chỉ có cõi người mới tu được không? Nếu đúng thì vì sao các cõi khác không tu được? Trước hết á, thì sư phải nhắc với quý vị á, là ở các cõi khác á, vẫn có khả năng tu được. Một số cõi chứ không phải là tất cả các cõi, mà một số cõi vẫn có khả năng tu được. Ví dụ như cõi trời dục giới, các vị trời lên trên đó tu hành cũng rất là đông, rồi các cõi trời sắc giới cũng lên trên đó tu hành được. Bởi vì á, chúng sanh mà giác ngộ á, nó có nhiều cái hạng giác ngộ. Thứ nhất á, là giác ngộ ngay trong kiếp hiện tại ha. Thì mình đang ở cõi người, mình tu mình chứng đắc. Cái thứ hai á, giác ngộ ở một cái kiếp vị lai, tức là ở ngay kiếp kế tiếp, thì cái loại giác ngộ này đó họ sẽ sanh về, họ tiếp tục họ sanh về cõi người hoặc cõi trời. Nhưng xét về cái thời điểm mà mạt pháp này đó, thì cái khả năng họ sanh về cõi trời rồi họ tu tập giác ngộ nó cao hơn. Cho nên là phần lớn hầu hết cái hạng mà ngay kiếp kế tiếp mà giác ngộ á, họ sẽ sanh lên cõi trời, sau đó họ tu tập và họ chứng thánh ở trên đó. Có nghĩa là lên cõi trời vẫn tu được. Rồi cái loại thứ ba đó là giác ngộ ở vài kiếp gần, thì vị này có thể là ở ngay kiếp sau chưa giác ngộ, nhưng mà trong một vài kiếp gần á là sẽ giác ngộ. Thì cái loại này là cũng sanh về cõi trời. Đó, thì ở cõi trời là giác ngộ trên đó. Chỉ có một cái loại là có thể giác ngộ nhưng mà giác ngộ ở một kiếp xa xôi. Thì cái hạng này thì thôi, thì họ có thể lăn trôi trong cái dòng sanh tử, có thể là qua đời Đức Phật tiếp theo, cho nên là mình không kể tới. Thì nói như vậy để quý vị thấy á, là các cõi trời ha, các cõi trời vẫn có khả năng giác ngộ, trừ cõi trời vô sắc giới thì thua, chứ còn các cõi trời dục giới sắc giới thì vẫn có khả năng giác ngộ. Rồi đương nhiên là những cái cõi khác như là địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sanh, thì ba cái cõi này là không có khả năng giác ngộ. Ngay cả loài rồng á, là được cho là có thần thông, thì nó cũng không có khả năng giác ngộ. Rồi bây giờ chúng ta nói về những cái gọi là những cái ưu điểm của cõi người ha. Thì thứ nhất á, cõi người, đây là sư đang nói ở cõi người Nam Thiện Bộ Châu, tức là cái châu của mình á. Thì cái cõi người Nam Thiện Bộ Châu mình á, nó có một cái đặc điểm thuận lợi cho việc tu. Đầu tiên là tam tướng hiện rõ, tức là cái sự già nè, sự bệnh, sự chết mình thấy rất là rõ, mình thấy rất là thường. Nó không có giống như ở cõi trời. Cõi trời tuổi thọ chúng sanh rất là lâu, cho nên chừng nào mà Thế Tôn hoặc vị Thánh lên nhắc á, thì họ mới rúng động. Chứ còn bình thường thì khó lắm. Quý vị biết lên cõi trời á, họ sẽ ở cái nhan sắc xinh đẹp nhất. Thí dụ như là ở cái lứa tuổi 16 là cái lứa tuổi gọi là non mà xinh nhất, thì họ cứ ở cái sắc đẹp nhất đó cho tới khi mệnh chung. Họ không có già, chỉ có loài người này mình mới có già thôi, ở trên cõi trời không có già. Cho nên nếu như mà muốn tam tướng hiện rõ thì ở cõi người nó thuận lợi hơn. Đó. Rồi cái sự chết ở cõi trời á, nó cũng đẹp lắm, tức là tự nhiên biến mất à. Nó không để lại cái xác thối để người ta kinh cảm, người ta nói là mới đó, mới còn sống đó chết rồi. Rồi ở trên đó thì thú vui quá nhiều đi. Cho nên là nhiều khi người ta chết rồi bạn bè, người thân người ta không để ý nữa. Cứ tiếp tục chơi tiếp, ai chết cứ chết, tôi chơi tôi cứ chơi. Còn ở cõi người tam tướng hiện rất là rõ, mình thấy rõ nè, già nè, bệnh nè, chết, sầu bi khổ ưu não mình thấy rất là rõ. Nhưng mà nó cũng không khốc liệt đến cái mức độ như ở địa ngục, mà nó cũng không có chịu những cái khổ như là ở cái hàng súc sanh. Bởi vì khi mà mình sanh vào loài thú thì mình cũng không có đủ trí tuệ nữa.
Rồi cái cõi người Nam Thiện Bộ Châu mình nó có một cái đặc điểm nữa mà ở các cõi khác, ngay cả loài người ở các châu khác như là Bắc Cu Lu Châu, Tây Ngu Sa Châu đó, thì cũng không có được, đó là thường suy nghĩ nguyên nhân và hậu quả. Có khi họ không biết Phật pháp đâu, nhưng họ thường á, chúng sanh ở cõi này thường suy nghĩ: một, tại sao mà nó ra cái này, tại sao nó lại như thế này đó. Cái thứ hai là họ thường suy nghĩ mình làm như vậy rồi nó sẽ đưa đến cái kết quả gì. Tức là cái đặc điểm của cái người ở cái cõi này là họ thường có cái đặc điểm này. Mà quý vị biết rồi, cái đặc điểm này thì phải nói tu là ngon lành. Cái đặc điểm thứ ba là ưu điểm của cõi này á, là họ tinh tấn dũng mãnh trong cả thiện lẫn ác. Tức là một người đó họ có thể làm ác, gọi là cùng hung cực ác, nhưng một người họ có thể vì cái chuyện thiện mà họ sẵn sàng họ hy sinh tánh mạng của họ đó, vì lòng tốt mà họ sẵn sàng họ hy sinh tánh mạng. Quý vị nhớ nha, chỉ có ở cõi Nam Thiện Bộ Châu mới có cái cảnh gì, một người đó thấy người ta rơi xuống sông đó, họ sẵn sàng họ nhảy xuống họ cứu người ta, rơi xuống bốn người cứu được ba người, tới người thứ tư đưa được tới bờ họ đuối là họ chết luôn. Họ biết như vậy, họ ý thức được như vậy, họ mà họ vẫn làm. Chỉ ở cõi Nam Thiền Bộ Châu này mới có thôi, ở cõi khác không có. Cõi trời cũng làm gì có ba cái khổ đó để mà thể hiện đó. Hoặc là mình thấy người ta gọi là kẹt trong nhà cháy, là mình một số người là sẵn sàng nhào vô hy sinh tánh mạng để mà cứu họ. Thì cái sự tinh tấn dũng mãnh trong cả thiện lẫn ác thì không có ở bất kỳ chỗ nào hơn được cái loài người ở cõi mình. Và một cái điều nữa thuận lợi cho cái việc tu đó là niềm tin tôn giáo rất mạnh mẽ. Ở các cái cõi khác, cõi trời cũng không mạnh bằng, mà ở các cái xứ khác như Bắc Cu Lu Châu cũng không mạnh bằng. Chỉ ở cái cõi này người ta có thể vì niềm tin mà người ta cực ác, hoặc vì niềm tin người ta cực thiện, vì niềm tin họ sẵn sàng họ làm những cái mà người ta không ngờ tới. Thì cái niềm tin tôn giáo này là một cái rất là thuận lợi trong cái việc tu. Thì đây là những cái điều kiện thuận lợi của cõi người. Thì không biết về vấn đề này thì để Đức Tuệ Tường có bổ sung gì thêm hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Thì quý vị này hỏi là có phải cõi người mới tu được hay không? Nếu đúng thì sao các cõi khác không tu được? Thì cái phần này Đại Đức Thanh Tuệ cho là một cách tổng quan nó rất là đầy đủ. Tại vì cái chữ tu á, cái chủ tự chữ tu ở đây, nếu mà dừng ở mức mà gọi chữ tu ở đây, tại vì ngay cả chữ tu á, nếu mà suy xét về cái chữ tu tu chung á, là mình đôi khi có nhiều người hiểu là tu, chữ tu nó rất trừu tượng, giống như tu là phải thực hành tuần tự. Nhưng mà nếu mà nó suy xét thì chữ tu ở trong Bali á, chỉ vậy là nó chính là chữ Phawana, tức là thực hành thiền samatha và thiền vipassana, nghĩa là thiền chỉ cùng quán. Riêng sư á, thì nếu mình nói về cái cõi người á, mới tu được hay không á, ở đây thì sư thấy là chỉ khía xét về khía cạnh tu thôi, cũng không có xét gì khía cạnh mà chưa khía xét gì khía cạnh mà gọi là tu đạt hay không đạt nữa, đạt hay không đạt nữa. Tại vì nếu mà nói tu thì đúng như Đức Hành Tuệ giải thích tổng quát chung á, thì đúng là có muốn tu á, thì có những cái chúng sanh mà ở những cõi khác như là địa ngục, là bằng địa ngục và bàn sanh, còn ngạ quỷ á, thì đúng là không tu được. Hay là những sanh ở chúng sanh đã tái sanh ở cõi vô sắc thì đúng là không có thực hành chữ tu được. Ở đây thì sư chỉ có thêm một cái giải ra cái chữ tu, nghe sư giải ra cái chữ tu cho quý vị để quý vị hiểu rõ hơn, đúng không? Chứ không, ở đây để cho quý vị hiểu rõ thêm thôi.
chứ Đức Hành Tại trả lời thì rất chính xác. À, ngay cả cõi người, thưa vị, ngay cả cõi người, giờ xin nói cái cạnh cõi người nè, cái việc tu á, cái việc tu á, mà việc tu mà cái này để đạt được hiệu quả thì trong Milinda vấn đạo á, ông Milinda mới hỏi là cái việc mà chứng đắc á, chứng đắc ngay trong cái cõi người này nè, là có phải là đối với vị nào, có nghĩa là vị người nào trong ở trong cõi người nè, thì có phải là ai cũng chứng đắc không? Thì ngài Đại Giác Sẽ Nói, ngài nói là có cái vị mà tu á, ngay ở cho con người này có thể chứng đắc mà không không có thể chứ không chứng đắc nữa. Đó. Thì tổng cộng là có 16 hạng này, quý vị nên lưu ý để quý vị hiểu rõ hơn thì cái chữ tu, tại vì chữ tu ở đây có lẽ quý vị hiểu nó quá là rộng đi. Quá là rộng đi mà không có gói gọn vô cái chữ mà Pháp Hoa mà sư nói với quý vị đó. Cho nên sư muốn nói thêm là giống như là nếu mà cõi người mình đi mà mình rơi vào 16 hạng người này nè, thì ngay cả cái việc tu của mình đó, nó cũng bị trở ngại cái việc chứng đắc. Là hạng người thứ nhất là cái loại thứ nhất là sao, là đối với thú vật là cho dầu có thực hành tốt đẹp cũng không có sự lĩnh hội giáo pháp. Thứ hai là đối với những kẻ đã tái sanh vào cảnh giới ngạ quỷ. Thứ ba là đối với kẻ tà kiến. Thứ tư là đối với kẻ xảo trá. Thứ năm là đối với kẻ giết mẹ. Thứ sáu là đối với kẻ giết cha. Thứ bảy là đối với kẻ giết A-la-hán. Thứ tám là đối với kẻ chia rẽ hội chúng. Thứ chín là đối với kẻ làm chảy máu Đức Phật. Thứ mười là đối với kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu. Thứ mười một là đối với kẻ đã đi theo ngoại đạo. Thứ mười hai là đối với kẻ đã làm nhơ tỳ khưu ni. Thứ mười ba là đối với những kẻ chưa được thoát tội sau khi đã vi phạm tội nào đó trong 13 tội nặng. Thứ 14 là đối với kẻ vô căn, 15 là đối với kẻ lưỡng căn, 16 là cho dầu đã thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. Và thứ 17 này là ngay cả con người là đứa bé trai chưa đủ 7 tuổi thì đối với vị ấy cho dầu đã thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. Thì ở đây là siêu phân cách, siêu do chữ tu ở đây là hỏi quá rộng cho nên là chỉ phân tích thêm cho quý vị biết, họ hiểu là khi mình là bản thân mình là con người đi nữa, con người cũng vậy, mình phải lưu ý 17 hạng người đi để cho mình tránh rơi vào đây, để mình có cái sự thực hành giáo pháp tốt đẹp ngay trong kiếp này và ngay trong kiếp tương lai. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi. Dạ vâng, rất là cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường đã chia sẻ, là để quý vị thấy rõ đó, là ngay cả khi mình ở cõi người thì cũng không phải ai cũng tu được. À, thành ra là chúng ta nên có cái nhìn nó tổng quan ha, và chúng ta đi qua cái câu hỏi tiếp theo.